quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng cùng với đẩy mạnh phát triển mạnh mẽ các phong trào công nhân, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, với vai trò là những người đứng đầu trong triển khai công tác công đoàn tại cơ sở, là mắt xích cầu nối quan trọng giữa người lao động với người sử dụng lao động, đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị ngày càng cao, có trình độ, kỹ năng, phương pháp hoạt động tốt, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao, đã triển khai hiệu quả các hoạt động phong trào xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh ngay từ cơ sở. Từ đó đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức công đoàn Gia Lai vững mạnh toàn diện, ngày càng khẳng định vai trò vị trí trong hệ thống chính trị của tỉnh. Tại lễ tuyên dương, đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Man Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 78 chủ tịch công đoàn cơ sở vì có những thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào việc xây dựng tổ chức công đoàn trong giai đoạn 2018-2023. Đây là những tấm gương điển hình trong công tác, tinh thần trách nhiệm cao, sáng kiến, sáng tạo, chủ động, đổi mới hoạt động công đoàn tại cơ sở, bền bỉ phấn đấu và có ý chí vươn lên khắc phục khó khăn, thực sự là những thủ lĩnh vì lợi ích của tập thể, vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.